Chào các con học sinh lớp 2. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ toán. Các con thân mến, hôm nay cô hướng dẫn các con làm một bài kiểm tra giữa kỳ 1. Các con lưu ý, đây là đề để các con tham khảo. Nếu thấy hay, các con bấm nút thích, chia sẻ cho các bạn cùng xem. Bạn nào chưa đăng ký, vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo kênh Dạy con học tiểu học nhé. Đề thi giữa học kỳ 1 môn toán lớp 2 sách cánh diều. Đề bài chúng ta có hai phần, một lớn là trắc nghiệm, hai lớn tự luận. Chúng ta làm phần một lớn trắc nghiệm. Câu 1. Các số tròn trục bé hơn 60 là A. 10, 20, 30, 40, 50 B. 10, 20, 30, 40, 0 C. 0, 10, 20, 30, 50. Các số tròn trục bé hơn 60 là 10, 20, 30, 40, 50. Đó là đáp án A. Chúng ta khoanh tròn chữ cái A. Câu 2. Số gồm 6 chục và hai đơn vị là A. 602 B. 652 C. 26 D. 62 số gồm 6 trục và hai đơn vị. Tức là số trục là 6, số đơn vị là 2. Ở đây trong bốn đáp án, đó là đáp án D, 62. Chúng mình khoanh tròn chữ cái D. Kết quả của phép tính 74 cộng 13 là A, 61, B, 78, C, 87, D, 89 Chúng ta đặt tính phép tính 74 cộng 13 Chúng ta cộng từ phải sang trái 7 4 cộng 3 bằng 7 viết 7 7 cộng 1 bằng 8 viết 8 74 cộng 13 bằng 87. 87 là đáp án C. Chúng ta khoanh tròn chữ cái C. Kết quả của phép tính. 16 chia 8 là A, 3, B, 4, C, 2, D, 8. 16 chia 8 bằng 2. Câu 5. Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm 9 cộng 6 chấm chấm 15. A dấu lớn, B dấu bé, C dấu bằng, D dấu khác. Muốn điền được dấu vào chỗ chấm này, chúng ta phải tính kết quả của vế bên trái. 9 cộng 6 bằng 15. Vế bên phải cũng bằng 15. Như vậy chúng ta điền dấu bằng. Đó là đáp án C. Chúng ta khoanh tròn chữ cái C.

23. Chúng ta trừ từ phải sang trái. 8 trừ 3 bằng 5, viết 5. 4 trừ 2 bằng 2, viết 2. 48 trừ 23 bằng 25. 25 là đáp án B. Chúng ta khoanh tròn chữ cái B. Câu 6. Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là A 99, B 89, C 90, D 98. Bài yêu cầu chúng ta tìm số lớn nhất có hai chữ số khác nhau. Số lớn nhất có số lớn nhất có hai chữ số đó là số 99, nhưng số 99 là hai chữ số giống nhau. Vậy thì số nào là số lớn nhất có hai chữ số khác nhau? À, sau số 99 tức là số à, đứng trước số 99 đó đó là số 98. 98 đó là đáp án D. Chúng ta khoanh tròn chữ cái D. Số tròn trục lớn nhất có hai chữ số là A 90, B 100, C 89, D 10. Số tròn trục là những số 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 80, 90. Vậy thì số 90 là số tròn trục lớn nhất có hai chữ số, đó là đáp án. Câu 7. Chuyển tổng các số hạng bằng nhau thành phép nhân và tính. Câu A. 5 cộng 5 cộng 5 cộng 5 cộng 5. Đây là phép cộng các số hạng bằng nhau. Phép cộng các số hạng bằng nhau là phép nhân. Từ phép cộng các số hạng bằng nhau này, chúng ta chuyển thành phép nhân như sau. Phép nhân thừa số thứ nhất là tên số hạng. Tên số hạng ở đây là 5. Nhân. Ở đây chúng ta đếm xem có bao nhiêu số hạng nhé. 1, 2, 3, 4, 5. À, có 5 số hạng, tức là 5 nhân với 5. Từ phép cộng các số hạng bằng nhau, chúng ta chuyển thành phép nhân 5 x 5. 5 x 5 bằng 25. Câu B, 2 cộng 2 cộng 2. Đây là phép cộng 3 số hạng là số 2 bằng nhau. Ta chuyển thành phép nhân, tên số hạng là 2. Nhân với số lần số hạng, ở đây có 3 số hạng, tức là bằng 2 x 3. 2 x 3 bằng 6. C, 5 cộng 5 cộng 5. Chúng ta tuyển, chuyển thành phép nhân. Tên số hạng là 5, nhân với có 3 lần số hạng, tức là 5 nhân 3 bằng 15. Câu D, 2 cộng 2 cộng 2 cộng 2 cộng 2 cộng 2. Ta chuyển thành phép nhân bằng 2 nhân với, Chúng ta đếm xem có bao nhiêu số 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ta có phép nhân 2 x 6 bằng 12. Như vậy câu 7 chúng mình đã chuyển tổng các số hạng bằng nhau thành phép nhân và chúng ta đã tính được kết quả của các phép nhân đó. Câu A 9, 12, 15 ô trống. Nhiệm vụ của các con sẽ điền số thích hợp vào ô trống này. Muốn điền được số nào thích hợp vào ô trống này, chúng ta tìm quy luật của dãy số. 9 cộng mấy để bằng 12? 9 cộng 3 bằng 12. 12 cộng mấy bằng 15? 12 cộng 3 bằng 15. À như vậy, từ số đường trước ta cộng thêm 3 để được số liền sau. Như vậy, 15 chúng ta cộng thêm 3 bằng 18. Chúng ta điền 18 vào ô trống. Câu B, 42, 40, ô trống 36. Bây giờ chúng mình cũng tìm cái quy luật của dãy số này. Từ 42 thành 40, tức là 42 ta trừ đi 40 được 2. Như vậy ta sẽ lấy 42 trừ 2 bằng 40. Và 40 lại trừ đi 2 để được số bao nhiêu? Số bao nhiêu đó lại trừ đi 2 để được số 36. Vậy thì chúng ta thấy 36 cộng 2 bằng 38. Và 40 trừ 2 cũng bằng 38. Vậy số điền vào ô trống là 38. Chúng ta vừa làm xong phần 1 trắc nghiệm. Bây giờ chúng ta chuyển sang phần 2 tự luận. Câu 1 tính nhẩm. 4 x 3 bằng 12. 18 chia 3 bằng 6. 5 x 6 bằng 30. 45 chia 5 bằng 8. 36 chia 4 bằng 9. 2 x 9 bằng 18. Câu 2. Hoàn thành bảng dưới đây. Ở bảng này gồm có hai cột. Cột viết số và cột đọc số. Chúng ta sẽ điền số hoặc viết số hoặc viết chữ vào các ô còn trống. Cho cách viết số là 500

Chúng ta viết thành số 250. Cho cách viết số 403, chúng ta đọc số là 403. Đọc số là 155. 155 chúng ta viết thành 155. Chúng ta chuyển câu 3. Một cửa hàng buổi sáng bán được 78 kg đường, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 13 kg đường. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu kg đường? Biết buổi sáng bán được 78 kg đường, buổi chiều bán nhiều hơn buổi sáng 13 kg đường. Bài toán hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu kg đường. Đây là bài toán về nhiều hơn. Muốn biết buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu kg đường thì chúng ta lấy số kg đường buổi sáng bán được là 78 cộng với số nhiều hơn tức là cộng 13. Bài giải buổi chiều cửa hàng đó bán được số kg đường là

Vừa rồi, cô giáo đã hướng dẫn các con làm một bài kiểm tra